Xin chào các bạn nha. Nay mình mới tìm được cây mai này, nó cũng nói chung cũng giá cũng hợp lý mà. Thấy cây mai cũng được được lắm. Đây là quy trình mà anh em mình đem về nhà nha. Này. Cây mai này bị hoành như vậy Phước. 50 được không? Không thằng nào đụng bầu nha. Đất mềm mềm. Má chúng đất cứng thì chết luôn. Giờ mình đào lên vòng vòng mà tránh rễ nha các bạn. Cả vấn đề nha các bạn. Đó. Nãy giờ đào được như thế này nè. Đi ăn nhậu mới sướng thôi. Chỉ có đi ăn nhậu mới sướng thôi các bạn ơi. Cây mai này bị hoành 50 thì tầm khoảng tuổi thọ khoảng nhiêu anh này? Nhiêu năm anh Phước? 50 này khoảng từ mười mấy năm lên 20 năm, 10 mấy năm. Nói chung là tầm khoảng mười mấy năm. Mà còn tùy theo do ảnh hưởng của cái chỗ, cái địa phương nữa các bạn ơi. Sơm đất không sơm, sơm vô giò đi. Dài là tới ha. Công đoạn là mình tắt cắt như cái nhánh mai cho nó gọn lại rồi mình định hình nó sẵn nha các bạn. Đây là những cái gốc mai, những cái cây mai gốc mai thiên nhiên, không có ai mà định hình nữa, để cho nó tự lớn rồi bây giờ mình mua về mình phải định hình lại. Những nhánh nào mà không xài tới mình bỏ, mình cắt mình bỏ. Có gì dưới cái đĩa? Bây giờ là cắt những nhánh không cần thiết để định hình nó thành một gốc. Bây giờ là mình bọc ni lông ở dưới cái gốc cây. Đây là cây thứ hai cả nhà. Thank you.
đó, mình cắt những cái không cần thiết tạo thành một cốt về mình chăm sóc sắp lại. Nó đã nặng mà rồi cân thành công lên một cây rồi đó. Cây này đi nó khỏe hơn cây đầu. Cái này được cái nó nằm trong chậu rồi. Giờ thì mình lấp đất lại, thả bằng lại cho cửa nhà. Anh em mình mới vừa đem được một cái gốc cây ra ngoài rồi, đường lớn được rồi nghe các bạn. Chất giả cả vấn đề luôn. Dạ. Còn cái kia để xe chạy được không? Một người được. Để xe này là để luôn. Xe này lên luôn. Xe luôn á. Mày nè, cứ bảo phủ đi. Mày lên đây nè, mày bảo phủ cái đầu nè, mày cho. Không cần nó không cần. 2 bạc, 1 ký 60 ngàn, 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 1 ký 60
Nó là ai đẩy nè. Thôi. Rồi, khỏe rồi. Cũng được nữa. Lăn á. Đó giờ nè, lật cái này xuống lấy giúp cái xe ra. Không có mình đẩy vô luôn. Đẩy vô cái nữa coi. Sát đi. Cái này thì nhỏ hơn nhưng mà mình chở bằng hông ra được.
Cây này thì dễ hơn. Rồi giờ mình chỉ có việc trở về tới nhà thôi nghe bạn. Cũng cảm ơn các bạn đã xem video. Thì nếu thấy hay thì cho mình một nút đăng ký và một like nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha.